Cô xin chào tất cả các con đến với tiết tập đọc ngày hôm nay. Ở tiết tập đọc trước, các con đã làm quen với hai con vật là cá sấu và khỉ. Trong tiết tập đọc hôm nay, các con sẽ làm quen thêm một con vật nữa. Đó là con vật gì? Và con vật này đã làm những việc nào? Cô cùng các con quan sát bức tranh sau. À, các con thấy, đây là một chú voi đang dùng cái vòi của mình để kéo chiếc xe qua vũng lầy. Phía xa, có mấy người đang ngồi nấp phía sau những đùm cây. Vậy, chuyện gì đã xảy ra và tại sao mấy người này lại phải nấp? Cô cùng các con tìm hiểu qua bài đọc ngày hôm nay, đó là bài Voi nhà, sách tiếng Việt lớp 2, trang 56. Cô mời các con cùng mở sách và lắng nghe cô đọc. Voi nhà, gần tối, cơn mưa rừng ập xuống. Chiếc xe của chúng tôi bỗng khựng lại. Tứ rú ga mấy lần nhưng xe không nhúc nhích. Hai bánh trước đã vụt xuống vũng lầy. Chúng tôi đành ngồi thu lưu trong xe, chịu rét qua đêm. Gần sáng, trời tạnh, Tứ nhảy xuống nhìn, lắc đầu. Thế này thì hết cách rồi. Bỗng cần kêu lên, chạy đi, voi rừng đấy. Mọi người vội vã nép vào lùm cây ven đường. Một con voi già lừng lững tiến về chiếc xe. Tứ chộp lấy khẩu súng, cần vội ngăn lại. Không được bắn. Con voi lúc lắc vòi ra hiệu điều gì đó, rồi đến trước mũi xe. Tứ lo lắng, nó đập tan xe mất. Phải bắn thôi. Nhưng kìa, con voi quặp chặt vòi vào đầu xe và co mình lôi mạnh chiếc xe qua vũng lầy. Lôi xong, nó hoa vòi về phía lùm cây, rồi lững thững đi theo hướng bản tuôn. Thật may cho chúng tôi đã gặp được voi nhà. Theo Nguyễn Trần Bé. Bài đọc trên được chia làm 3 đoạn. Đoạn 1, từ gần tối cho đến qua đêm. Đoạn 2, từ gần sáng cho đến phải bắn thôi. Và đoạn 3 là đoạn còn lại. Như vậy các con thấy, khi đọc, chúng ta cần đọc phân biệt giữa lời các nhân vật, cũng như ngắt nghỉ hơi sau dấu câu. Bên cạnh đó, các con cũng cần đọc đúng các tiếng từ có âm vần dễ lẫn sau đây. Cô mời các con cùng lắng nghe. Từ thứ nhất là từ vũng lầy. Ở đây các con lưu ý cho cô vần ây ở tiếng lầy và dấu thanh ngã ở tiếng vũng. Vũng lầy. Đập tan, lưu ý cho cô vần ốc ở tiếng đập và vần an âm cuối n tiếng tan. Đập tan. Quặp chặt, các con lưu ý cho cô vần ắt có âm cuối tờ. Quặp chặt. Tiến về, các con lưu ý cho cô vần yên có âm đôi i e và âm n cuối. Chúng ta lắng nghe cô đọc nhé. Tiến về. Để đọc tốt lời các nhân vật trong đoạn 2, cô mời các con lắng nghe cô đọc câu sau. Tứ nhảy xuống nhìn, lắc đầu. Thế này thì hết cách rồi. À, như vậy các con thấy, khi đọc lời của Tứ, chúng ta phải đọc với giọng buồn bã, thể hiện sự thất vọng. Cô mời các con lắng nghe cô đọc lại. Thế này thì hết cách rồi. Đối với những câu có dấu chấm than còn lại ở trong đoạn 2, thì khi đọc các con nhớ lên giọng các tiếng ở cuối câu. Cô mời các con lắng nghe và đọc thầm theo cô nhé. Bỗng cần kêu lên, chạy đi, voi rừng đấy. Cần vội ngăn lại, không được bắn. Tứ lo lắng, nó đập tan xe mất. Phải bắn thôi. Thế ở đoạn 3, ngoài cách ngắt nghỉ hơi sau dấu phẩy, dấu chấm, chúng ta còn ngắt hơi sau tiếng nào nữa nào? Cô mời các con cùng lắng nghe và tìm xem chúng ta sẽ ngắt sau tiếng nào nhé. Nhưng kìa, con voi quặp chặt vòi vào đầu xe và co mình lôi mạnh chiếc xe qua vũng lầy. Lôi xong, nó hoa vòi về phía lùm cây, rồi lững thững đi theo hướng bản tuôn. À, như vậy các con sẽ ngắt nghỉ hơi sau tiếng xe, tiếng cây và những giọng các từ in đậm nhé. Cô mời các con lắng nghe cô đọc. Nhưng kìa, con voi quặp chặt vòi vào đầu xe và co mình lôi mạnh chiếc xe qua vũng lầy.
Lôi xong, nó hô vòi về phía lùm cây, rồi lững thững đi theo hướng bản tuôn. À, như vậy cô vừa hướng dẫn các con cách ngắt kỹ hơi sau các dấu câu trong những câu dài và đọc các tiếng từ có âm vần dễ lẫn. Sau đây, cô cùng các con tìm hiểu nghĩa của một số từ trong bài nhé. Từ thứ nhất là từ vôi nhà, có nghĩa là vôi được người nuôi, dạy để làm một số việc. Khựng lại là dừng lại một cách đột ngột vì một tác động bất ngờ nào đó. Rú ga là tăng thêm ga cho máy nổ mạnh. Vụt ở đây là vụt xuống vũng, có nghĩa là chuối nhập hẳn xuống. Thu lưu có nghĩa là thu mình gọn nhỏ lại. Lừng lững có nghĩa là to lớn và như từ đầu hiện ra trước mắt, gây ấn tượng đáng sợ. Các con biết đấy, voi là loài thú quý hiếm cần được bảo vệ. Nếu như voi rừng được con người dạy thành voi nhà, chúng sẽ làm cho con người rất nhiều việc làm có ích. Vì vậy, các con phải biết yêu quý và bảo vệ loài thú quý hiếm này nhé. Các con hãy đọc lại bài trong sách giáo khoa, trả lời câu hỏi và làm phiếu bài tập nhé. Cô chào tạm biệt các con, hẹn gặp lại các con ở tiết học sau. Chúc các con khỏe, chăm ngoan, học tốt.